Dù nhận chức Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây không lâu, nhưng khi nghe thông tin về việc người Trung Quốc mua nhà tại thành phố tăng mạnh, ông Ngô Tuấn không hề bất ngờ. Ông cho biết trong 2 đến 3 năm trở lại đây, số người Trung Quốc giàu lên rất nhiều và có nhu cầu đầu tư. Bên cạnh đó, thay vì mua bất động sản ở các quốc gia châu Âu như trước, thì nay nhiều người Trung Quốc đã chuyển sang đầu tư tại các nước trong khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam vì nhiều lý do. Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về địa lý, văn hóa, thói quen sinh hoạt. Nói hiện tượng nhiều người Trung Quốc mua nhà tại Việt Nam, mặc dù tôi không có con số cụ thể, nhưng tôi tin vì thị trường Việt Nam hay đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đã hấp dẫn nhiều người dân Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh giữa hai nước đang rất thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư Trung Quốc sang làm ăn kinh doanh. Hiện tại tập đoàn chúng tôi chỉ mới xuất khẩu các linh kiện sang thị trường Hoa Kỳ, còn xe nguyên chiếc thì rất ít xuất khẩu sang Mỹ nên ít bị ảnh hưởng. Tuy nhiên chúng tôi cũng có những giải pháp về sự dịch chuyển đầu tư sang thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong năm 2018, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay, Trung Quốc là nhà đầu tư thứ 19 trên 98 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố với hơn 200 dự án, tổng vốn đầu tư trên 150 triệu đô la Mỹ. Và con số này dự báo trong năm 2019 sẽ còn tăng. Điều này cũng kéo theo sự tác động không hề nhỏ đến thị trường bất động sản. Chúng tôi nghĩ rằng là cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung này chắc chắn có cái sự ảnh hưởng rất là nghiêm trọng và ảnh hưởng rất mạnh đến cái hoạt động kinh doanh bất động sản. Ở việc phát triển thị trường bất động sản nó phụ thuộc vào các cái dòng vốn đầu tư. Cái chuyển hướng đầu tư thương mại nó sẽ đem cái lợi ích đến với mình. Trong đó có cả thị trường bất động sản. Cái thứ hai tức là chuyển hướng chiến lược của rất nhiều nước. Do cái tình hình kinh tế thế giới thay đổi, do những xu hướng mới, do những vấn đề nội tại của quốc gia. Họ cái xu hướng thay đổi ấy thì họ tìm cái hướng đầu tư làm ăn kinh doanh mới. Ví dụ như là ASEAN, trong đó có Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, thông tin từ các sàn môi giới bất động sản trực thuộc Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết đã ghi nhận việc tăng nhu cầu tìm kiếm nhà xưởng kho bãi. Các khu công nghiệp cũng nhanh chóng được lắp đầy và nhộn nhịp thi công xây dựng. Giá thuê nhà xưởng sản xuất cũng tăng 3 đến 4%. Cùng theo đó là nhu cầu nhà ở bình dân, đất nền phân lô cho công nhân, người lao động và cả phân khúc nhà ở cao cấp cho các chuyên gia.